anh ở đây ạ? Trang trọng cái đồ mê dai. Chị làm gì mà em gọi mãi cho em máy? Điện thoại chị để im lặng nên không biết. Sao, có chuyện gì? Anh Duy, anh với anh Phong hùa vào lừa em đúng không? Này, lừa gì cơ? Chị ơi, thần tượng của em là Hai Win có tặng cho em chiếc hoa com và nhờ anh Phong gửi cho em. Thế nhưng mà hôm em mang ra bảo hành thì lại tòi ra anh Duy là người trả tiền. Khó hiểu vãi chưởng chị ạ. Thế là sao hả anh Duy? Thì hôm đấy thẻ của anh Phong bị trục trặc cho nên dùng tạm thẻ của anh. Thế là anh xác nhận anh Phong là người mua chứ không phải là anh hay là Hai Win ạ? Có thể là anh Hai Win anh ấy nhờ anh Phong mua hộ chẳng hạn, anh cũng không rõ. Không, không thể thế được. Rõ ràng Hai Win bảo với em là để qua cao bẩm mọt, mà anh Phong cũng bảo với em là anh Phong chỉ là người trung chuyển thôi ạ. Mà sao em phức tạp thế nhở? Thì biết đâu là Hai Win nhờ anh Phong mua rồi đều mọt thì sao? Này, dạ, em hâm mộ Hai Win lắm à? Vâng. Thế gặp ngoài đời bao giờ chưa? Chưa ạ. Nhưng mà anh ấy dễ gần lắm chị ơi, lại còn hay động viên em nữa. Chính vì như vậy cũng đừng giận anh Phong nữa. Ừ, liên quan gì? Thì anh Phong với cả Hai Win chơi rất thân với nhau và cũng có một số điểm tương đồng nữa. Mà thôi, ai tặng mà chả được. Hôm nay ngủ với chị nha. Vâng. Anh Duy nhá, em mà phát hiện ra anh lừa em nhá thì em sẽ phế chức anh rể của anh ngay lập tức. Ok. Ừ, em lên trước nhá. Thôi, em nghĩ lại rồi, em đi về đây. Ơ, con bé này. Hôm nay giờ à? Đâu, giờ gì? Em chỉ đang để thế giới riêng cho hai người thôi. Có tâm thế còn gì nữa. Thế nhá, thôi em về nhá. Bye bye anh chị. À, dạ. Để anh đưa về nhá. Thôi, không cần đâu. Để xe buýt, em tự về được. Bye bye anh chị nhá, em về đây. Bye bye anh chị. Về cẩn thận nhá. Vâng ạ. Rốt cuộc là có chuyện gì? Mà không biết là cái anh chủ quán kia với cả ba chấm có vấn đề gì không nhỉ? Cái đấy chắc phải hỏi anh Phong chứ làm sao anh biết được. Thì anh cũng cảm nhận thấy là anh Phong đối xử với Vân cũng có một chút đặc biệt gì đấy. Mất hồn đi hả Vân ơi? Vân! Dạ? Em làm sao thế? Sao tự nhiên mặt mũi trông cứ ngơ ngơ kiểu gì ý? Chị Khánh! Sao? Em bảo nhá, có người tặng em quà nhưng mà người ta lại cứ giấu giấu giếm giếm ấy chị ạ. Khó hiểu nhở? Có người tặng quà à? Thích thế! Tặng quà gì đấy? Thì tặng em dụng cụ đọc vẽ thôi ạ. Nhưng mà lạ lắm, tại vì lần trước ấy cũng có bạn tặng em đôi giày nhưng mà nói dối là trúng thưởng. Mọi người cứ bị làm sao ấy, cứ phải giấu em làm em có cảm giác em bị thương hại ấy. Linh tinh, cái đấy là em suy nghĩ tiêu cực đấy. Mình phải suy nghĩ như thế này: bình thường khi mà người ta muốn tặng quà cho mình mà gặp trực tiếp thì đơn giản rồi đúng không? Còn bây giờ người ta muốn tặng quà cho mình nhưng lại không muốn mình biết người ta, thế có phải là tốn bao nhiêu tâm tư công sức của người ta không? Thế cho nên bây giờ mình được tặng quà mình thích yêu quý, cứ tận hưởng nó đi em ạ. Uầy, hôm nay chị Khánh cậu em tích cực thế nhở? Trời, chuyện bây giờ phải tích cực chứ.
Chứ chả lẽ cứ ủ ê ủ dột mãi, cứ như thế không được. Nhìn vào gương đến mình còn chán mình em ạ. Ai đây? Khai xem nào. Ai? Em bây giờ lớn rồi, đi ra ngoài đường mà có đàn ông tán tỉnh là nhớ về nhà về kể cho các chị nghe, thấy chưa? Vâng. Trời, tôi đoán luôn này. Tặng quà mà không dám ra mặt, yêu mà không dám nói, chắc chắn là của mấy anh thanh niên với sinh viên mới lớn. Chuẩn chưa? Nhưng mà có yêu ai, đừng yêu người bằng tuổi với kém tuổi nhá. Yêu người ngang tuổi, sau này thì cũng không dựa dẫm được gì đâu. Ý chị là anh Đức á? Chị nghĩ thế thôi. Giờ nhìn xung quanh, đa phần là như vậy mà. Bây giờ trong nhà mình này, chị thì lấy chồng ngang tuổi, cái Trang thì chắc chắn là sẽ lấy chồng kém tuổi. Thế thì em út ít, nhớ rút kinh nghiệm nhá. Chị Khánh, ừ, thì theo chị nhá, giữa người già hẳn với lại người trẻ hẳn thì già hẳn hơn đúng không? Chị nghĩ thế. Người ta lớn hơn, người ta trưởng thành hơn, từng trải hơn thì sẽ chiều chuộng mình hơn. Chiều đâu mà chiều, khó tính như ma á chị ạ. Hơi một tí là bảo em trẻ con trẻ mỏ. Thế hóa ra cái người tặng quà là người nhiều tuổi đấy nhở? Đâu, em còn chưa biết là ai tặng em đây này. Đứng lại, đứng lại, đứng lại. Nhìn cái mặt ấy tôi nghi lắm. Yêu rồi đúng không? Đâu, yêu đương gì chị làm sao? Em đi ngủ đây, good night.